bây giờ máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay cam ranh và chúng ta sẽ đi ngang qua cái vịnh biển ở phía nam của tỉnh khánh hòa tỉnh khánh hòa có tất cả bốn vịnh biển vịnh phía nam này là vịnh cam ranh rồi đến vịnh nha trang nơi mà rất nổi tiếng về du lịch và tới vịnh nha phu hay còn gọi là đầm nha phu và phía bắc của khánh hòa đó là vịnh văn phong thì quý vị cũng biết rằng vịnh cam ranh là một trong những cái vịnh biển nổi tiếng đặc biệt là về cái quân cảng vì ở nơi đây vào năm 1905, hạm đội Nga Hoàng cũng đã từng đến đây để trú ẩn, tránh bão và cũng như là sau khi có một cuộc chạm gián với quân Nhật đã đến đây để sửa chữa và củng cố lại lực lượng. Đến năm 1911 thì Pháp đã cho xây dựng cái quân cảng Cam Ranh ở đây. Đến năm 1940 đến khoảng 42 thì quân Nhật đã chiếm lấy cái vịnh biển này và đến năm 1965 thì Mỹ bắt đầu xây dựng nơi đây trở thành một cái quân cảng với đầy đủ hơn trở thành cái nơi có thủy quân tức là là quân cảng có sân bay là không quân và có cả quân đánh bộ thì khi quý vị nhìn thấy toàn bộ cái vịnh biển Cam Ranh này với độ sâu trung bình của nó là từ 18 đến khoảng gần 30 mét và cái mực nước luôn luôn ổn định phía ngoài thì được che chắn bởi những cái dãy núi chạy dài khoảng 8 đến 10 km như thế. Với độ cao trung bình là khoảng 300 đến 350 m nó làm cho một tấm bình phong che chắn toàn bộ cái khu vực vịnh biển này. Nên lúc nào quý vị nhìn xuống cũng thấy cái mặt nước của vịnh biển Cam Ranh nó khá là yên lặng giống như những cái mặt hồ. Và chính vì điều này nó đã trở thành một trong những địa điểm được lựa chọn để xây dựng những cái căn cứ quân sự, những hải cảng rất nổi tiếng. Thì sau khi hòa bình lập lại năm 1979, Việt Nam đã ký kết với Nga một cái hiệp định và cho Nga thuê cái quân cảng Cam Ranh này trong vòng 25 năm. Tuy nhiên thì cái hợp đồng này đã kết thúc sớm hơn cái dự kiến ban đầu của nó 2 năm. Từ lúc đó thì Việt Nam bắt đầu xây dựng quân cảng Cam Ranh này trở thành một cái trung tâm về cảng biển không chỉ phục vụ cho quân đội mà còn là những cảng biển quốc tế để có thể dành cho các cái tàu của quốc tế lớn tàu kinh tế tàu chở hàng hoặc là những cái tàu chiến khi hoạt động trên biển đông có vấn đề có thể đến đây để neo đậu sửa chữa đó thì quý vị cũng nhìn thấy phía dưới là những cái cầu tàu và chúng ta cũng có thể thấy thấp thoáng xa xa là những chiếc tàu của cái hệ thống tàu ngầm kilo mà Việt Nam đang sở hữu cũng như một vài cái tàu chiến ở phía dưới. Toàn bộ khu vực này thì quý vị sẽ nhìn thấy rằng là người ta đang xây dựng thêm những cái dãy nhà, những cái khu vực để dành cho các cái người lính hải quân có thể về đây nghỉ ngơi và học tập cũng như trong quá trình được huấn luyện tại khu vực quân cảng Cam Ranh này. Thì bên cạnh của quân cảng Cam Ranh này thì quý vị cũng biết có một sân bay mang tên là sân bay Cam Ranh. Ngày hôm nay đã được mở rộng xây dựng thành sân bay quốc tế Cam Ranh. Sân bay này có đường băng dài hơn 3.000 km và trước kia cũng đã từng có khả năng để tiếp nhận được những chiếc máy bay chiến lược lớn để đáp xuống sân bay Cam Ranh. Và bên cạnh đó thì sân bay Cam Ranh cũng như vùng biển Cam Ranh này sẽ cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 40 km về phía Bắc nên là trở thành một cái địa điểm rất là đặc biệt nổi tiếng với những cái điều kiện về khí hậu về tự nhiên kèm theo đó là những cái đặc sản thì khi quý vị đến với khu vực này thì mình sẽ nhìn thấy được cái vùng đất có rất là nhiều cát trắng nè rồi có các loại hải sản và trong thời gian gần đây thì quý vị cũng biết rằng người ta đã đến và du lịch ở tại khu vực đảo Bình Ba Một trong những cái đảo nằm ở cửa ra vào của Vịnh Cam Ranh khá là nổi tiếng Và tại khu vực này cũng nổi tiếng với một món đó là món tâm hùm à, Còn mình nhìn thấy xuống phía dưới đây, đó là những con đường đi và những cái dãy nhà rất là nhiều Và khu vực này là nằm kế cận với sân bay Cam Ranh rồi Bây giờ Thịnh sẽ chuẩn bị xuống tới sân bay Cam Ranh À, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã ngắm nhìn về cái khu vực của vịnh biển Cam Ranh và chúc quý vị có những cái chuyến đi khám phá về tỉnh Khánh Hòa thật là vui và thật là thú vị. À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo à, giới thiệu về tỉnh Khánh Hòa cũng như con đường đi từ khu vực Cam Ranh vào đến trung tâm thành phố biển Nha Trang. À, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.